Thưa sư, xin sư cho con hỏi Phật giáo Nguyên Thủy có cái nhìn gì về việc ăn thịt người? Con biết việc ăn thịt một chúng sanh đã chết thì không phạm tội sát sanh hoặc ăn bất tịnh nhục. Nhưng không biết có trường hợp nào như thế trong kinh điển hay không? Vì việc đó cũng xảy ra nhiều qua các nạn đói trong lịch sử. Xin sư hỷ xả thắc mắc vớ vẩn này của con. Chúng ta có 10 loại thịt mà một vị tỷ kheo không được ăn, là thịt người, thịt chó, thịt sư tử, thịt cọp, thịt voi, thịt chó rừng, thịt rắn, rồi thịt gì nữa ta, tự nhiên cái bây giờ. Nói chung là 10 loại thịt đó, thì nó có cái món thịt người ở trong đó. Nó chia ra làm thịt ngựa này, thịt ngựa, thịt voi đó. Nó chia ra làm các nhóm như sau. Nhóm thứ nhất là nhóm người ta ghê tởm. Nhóm người ta ghê tởm á, là bao gồm thịt người và thịt chó. Bởi vì á, ăn thịt người á, thì người ta ghê tởm. Và thịt chó cũng vậy, người ta ghê tởm, cho nên là không có được ăn. Cái nhóm thứ hai là nhóm đồ của vua chúa, như là thịt voi, thịt ngựa, là đồ của vua chúa, thì vị tỷ kheo cũng không có được ăn. Nhóm thứ ba là những con vật hung dữ mà khi vào rừng, vị tỷ kheo có thể bị hại. Ví dụ như ăn thịt cọp nè, thịt sư tử nè, thịt rắn nè, thịt chó rừng nè, vân vân. Thì những con đó, đó khi mà vị tỷ kheo ăn nó có mùi đi vào rừng thì những con đó nó sẽ trả thù, cho nên là cũng không được ăn. Nhưng mà cái này nó chỉ tính trong giới luật của vị tỷ kheo thôi. Còn người cư sĩ thì không có áp dụng điều này. Cho nên là quý vị muốn ăn cái gì đó là chuyện của quý vị ha. Đây. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.